möge unser Kapitän Lukas Piszczek auf der Ersatzbank. Treo giày sau khi mùa giải này khép lại. Đây là một ngày rất đặc biệt với Lukas Piszczek. Cùng đó là Sven Bender. Trận đấu giữa các cầu thủ Borussia Dortmund và Bayer Leverkusen đã được bắt đầu. Trận đấu cuối cùng của mùa giải với sự chú ý được đổ dồn vào cuộc đua trụ hạng. Đó là cuộc chiến giữa Cologne, Werder Bremen và Bielefeld. Hà Lan dứt điểm. Tỷ số được mở cho các cầu thủ Dortmund. Bàn thắng đến từ rất sớm ở ngay ở phút thứ 5 của trận đấu này. Đó là pha lập công của Erling Haaland, cầu thủ được chờ đợi nhất bên phía Borussia Dortmund. Pha phập khá hay. Đó cũng là tình huống mà Marco Reus đã chủ động để có thể đưa ngưỡng độ của mình vào trong một tình trạng dễ dàng. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng này một lần nữa. Pha phập giữa Dahoud, Julian Brandt và sau đó người dứt điểm cuối cùng là Erling Haaland. Marco Reus đã có tình huống khá khôn ngoan. Anh đã chủ động đứng lại để cho người đội của mình di chuyển lên phía trên và dứt điểm. Ở trong phóng này thì thủ môn Haraki không thể cản phá. Một tình huống nhả bóng ra không tốt. Phản công dành cho các thủ đội khách. Belarabi rất hay qua người, dứt điểm không vào. Quá đáng tiếc, cơ hội rõ ràng nhất từ đầu trận đấu giờ của các cầu thủ Leverkusen. Người dứt điểm là Paulinho. Đây là tình huống mà thủ môn Berkey đã có pha cứu thua xuất sắc. Mặc dù Belarabi dứt điểm. Tiếp tục lại là một cú sút nữa của các cầu thủ đối khách. Bóng vẫn tìm đến vị trí của Roman Berkey. Chưa có gì khó khăn cả. Đều có được những vị trí ở trên bảng xếp hạng của mình một cách theo mong muốn của cả hai đội bóng này. Lúc này thì các trận đấu còn lại của Bundesliga đều đang được diễn ra. Bayern Munich đã có tới 4 bàn vào lưới của Augsburg. Union Berlin và Leipzig hòa nhau không đều. Tỷ số tương tự đã được diễn ra trong trận đấu giữa Eintracht Frankfurt và Freiburg. Cologne gặp Schalke và Stuttgart gặp Bielefeld. Các trận đấu còn lại đang có tỷ số hòa và thắng thua là cuộc đối đầu giữa Hoffenheim và Hertha Berlin hòa nhau một đều. Wolfsburg, Mainz 05 hòa nhau với tỷ số tương tự. Trong khi đó thì Werder Bremen đang nhận thất bại 0-1 trước Borussia Mönchengladbach. Với những kết quả trên được giữ nguyên cho khi đi trận đấu này được kết thúc. Trận đấu này được khép lại thì Cologne, Schalke sẽ là hai đội xuống hạng trực tiếp. Trong khi đó thì Werder Bremen sẽ thi đấu vòng playoff giành vé trụ hạng. Bây giờ sẽ là tình huống đá phạt dành cho các cầu thủ Dortmund. Dikusun và Marco Reus. Marco Reus rất nguy hiểm, tỷ số được nâng lên 2-0 dành cho Dortmund. Tình huống phối hợp đá phạt rất tốt của đội chủ nhà. Bóng đi với một quỹ đạo rất khó chịu để thủ môn Haraki có thể cản phá. Thủ thành báo số 1 bên phía Bayer Leverkusen đã đứng nhìn bóng bay vào lưới một cách rất bất lực. Trong khi đó với các cầu thủ Leverkusen thì họ đang phàn nàn với các trọng tài. Hai cầu thủ bên phía Dortmund đã có tác động ở trong tiếng này để khiến cho trái bóng bay vào lưới với sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Leverkusen và cả thủ môn Haraki. Không
ai chạm bóng trong tình huống này cả. Thomas Delaney và Grenier đã chủ động cúi xuống để cho trái bóng bay vào lưới. Một tình huống đá phạt có phần tinh quái của Marco Reus và sự phối hợp cũng rất nhịp nhàng sau đó của các cầu thủ bên phía Dortmund thắng một cách kịp thời. Cơ hội dành cho Leverkusen không vào. Thêm một pha cứu thủ nữa của Roman Berkey. Vừa rồi là cú dứt điểm tới từ vị trí của Demarc Bray. Sancho, Genier, Bellingham, dứt điểm, không vào. Cú đặt lòng của Bellingham là khá khó chịu. Sau khi nhận thấy được khoảng trống thì cầu thủ người Anh đã lập tức tung ra tình huống dứt điểm. Nhưng đây là một cú sút không chính xác. Sau khi vào sân thì chắc chắn là vị trí của Sancho, cánh của cầu thủ này sẽ được bơm bóng rất nhiều. Cùng với đó sẽ là một sự hỗ trợ nhất định tới từ Nicholson. Như vậy là Fischek sẽ rời sân. Tất cả các cầu thủ của Borussia Dortmund đã dành lời tri ân cho Fischek. Trận đấu cuối cùng trong mùa áo của Dortmund của cầu thủ người Ba Lan sẽ khép lại tại đây. Từ phút thi đấu thứ 75, anh bắt tay dành những cái ôm cho tất cả những cầu thủ trên sân. Và Dortmund, các cầu thủ của đội bóng áo vàng đen cũng đã dành lời tri ân đến Lukas Piszczek. Rất xứng đáng với những gì đã công hiến của Piszczek dành cho đội chủ sân Signal Iduna Park. Sự thăng trầm với Dortmund đã khép lại tại đây. Và bây giờ anh được hưởng niềm vui sau một mùa giải được coi là thành công với Dortmund với chiếc cúp quốc gia và tấm vé tham dự Champions League. Hà Lan cơ hội để lập cú đúp cho cầu thủ người Na Uy và quá dễ dàng. Sai lầm của các cầu thủ Leverkusen. Tỷ số được nâng lên 3-0 cho Borussia Dortmund. Xử lý sau đó với Erling Haaland là quá đơn giản. Anh đã qua cả thủ thành Areki. Ta cùng xem lại tiếng này một lần nữa. Sai lầm rất ngớ ngẩn của Weden. Haaland là một mẫu cầu thủ không thể bỏ lỡ những cơ hội như thế này. Và người rất đơn giản và tung ra cú dứt điểm nhẹ nhàng để có thể đánh bại được toàn bộ hàng phòng ngự của Leverkusen. Sai lầm rất đáng trách của Weden. Tỷ số là 3-0 cho Dortmund. Chiến thắng khá nhanh. Có bất ngờ xảy ra hay không? Nhưng bây giờ là sự thay đổi người tới từ các cầu thủ Leverkusen ở thời điểm hiện tại. Như vậy, Lars Bender đã được tung vào sân. Trong khi đó thì Sven Bender rời sân. Lars Bender vào sân trong trận đấu cuối cùng của anh tại màu áo của Bayer Leverkusen. Sau khi mùa giải năm nay khép lại thì cả Sven Bender và Lars Bender sẽ giải nghệ. Và anh vào sân được trao cơ hội trên chấm 11m. Berkey cũng đã được nở nụ cười. Lars Bender! Berkey thậm chí còn không có một pha đổi người nào cả. Có lẽ anh cũng dành sự tri ân dành cho Lars Bender. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3 dành cho Leverkusen. Nhưng nó không quan trọng. Quan trọng bàn thắng vừa rồi trở nên rất ý nghĩa với Lars Bender. Bàn thắng trong ngày mà anh sẽ nói lời chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Anh sẽ giải nghệ trong áo của Leverkusen. Đó mới là ý nghĩa. Berkey cũng đã nở nụ cười một cách rất thú vị.